Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tình phân tích. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân, và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục có những cái nhận định về những cái tin tức mới nhất, những cái tin tức chúng ta gọi là cập nhật trong cái tình hình chung tại Hoa Kỳ cũng giống như có một số vấn đề có liên quan tới Việt Nam. Trước hết xin được kính chào ông Đinh Hồng Cường. Dạ, xin chào anh Võ Thành Nhân. Xin xin chào quý vị khán giả đài truyền hình. Khi mà chúng ta nói tình hình của Hoa Kỳ thì hiện nay là sau khi mà Bắc Hàn tiếp tục thử những cái đầu đạn như vậy đó thì ông nhận định như thế nào? Thưa anh Võ Thành Nhân và quý vị, bản tin mới nhất tôi vừa mới nghe đó thì không hiểu tại sao ông ấy thí nghiệm xong rồi ông lại viết một cái thư xin lỗi tới ông Tổng thống Trump. Và trước đó thì ông Ngoại trưởng của Mỹ cũng nói rằng cái việc mà thử hỏa tiễn tầm ngắn của Bắc Hàn nó cũng không có vi phạm những cái điều mà ông đã hứa với Tổng thống Trump. Thành ra cái việc làm này tôi nghĩ là ông ấy có cái sự sắp xếp để mà thứ nhất là ông tiếp tục thử và tiếp tục ông xoa dịu Tổng thống Trump để mà không mất lòng với vấn đề mà có nối lại vấn đề mà thương thuyết hay không. Dạ. Nhưng mà một số nhận định cho rằng là khi mà Hoa Kỳ với lại Bắc Hàn có những cái thỏa thuận, những cái điều gì đó để mà giảm cái cường độ thử cái đầu đạn nguyên tử, hoặc là giảm đi cái sức làm việc của Bắc Hàn về vấn đề mà sản xuất những cái đầu đạn nguy hiểm như vậy đó, thường thường nó không được có thành công. Trong lịch sử đã chứng minh là có cố gắng nhiều nhưng mà không thành công. Thì lần này ông Trump cố gắng rất là nhiều, nhưng mà ông nghĩ rằng trong cái nhiệm kỳ của ông Trump này liệu nó có đến đâu được hay không, và kết quả nó có thực sự nó cụ thể hay không vậy? Cái vấn đề là như thế này, cái đó là cái vấn đề sống chết của Bắc Hàn. Họ dùng cái vũ khí đó để như một cái cần câu cơm. Thành thử ra nếu mà bây giờ họ đưa ra, họ nói là tôi thử không thành công, tôi làm không được thì không ai cần họ. Thành ra cái sự đe dọa vẫn là cái sự đe dọa. Cái vấn đề thành công hay thành công nhưng nó vẫn là đe dọa cho tới cái khối Nhật Bản với các cái thứ ở của thế giới. Thành ra cái vấn đề từ trước tới giờ là Bắc Hàn không có bao giờ mà chịu ngồi thương thuyết với bất cứ ai, vì chỉ dùng cái đó để đòi viện trợ. Nhưng mà lần này chúng ta thấy rằng qua cái sự mà khéo léo của ông Trump, và ông đã cũng như tạo cái danh dự cho ông Ổn, thành ra ông Ổn cũng rất là lấy làm thỏa mãn. Thì tôi nghĩ rằng trong cái chung cuộc, cái kết quả mà để mà Bắc Hàn giải giới hết tất cả nguyên tử tôi nghĩ là không có, nhưng nó phần nào nó cũng làm xoa dịu cái tình hình thế giới về cái vấn đề mà gọi căng là thẳng. Căng thẳng. Đó là cái vấn đề tôi nghĩ. Còn cái kết quả thì cũng khó là mà khó được, vì cái đó là cái vấn đề cốt yếu của Bắc Hàn để sống còn. Taliban với Hoa Kỳ. Thì như thế này, thưa anh Võ, thì cho quý vị, tôi thấy rằng tôi có một cái cảm tưởng cái chuyện mà Hoa Kỳ đang làm cái chuyện mà chiến tranh ở Afghanistan đó, mà cái sự thương thuyết này nó giống như Việt Nam ngày xưa. Tức là ngày xưa là Kissinger đi riêng với Lê Đức Thọ, thì bây giờ ông Mỹ ông đi thẳng với Taliban mà ông không có coi cái chính quyền Afghanistan ở trong cái vấn đề đó. Thành ra và bên Afghanistan họ rất là buồn phiền. Và ngay ở bên Mỹ này đó thì ông cố vấn ngoại giao ông Bolton ông rất là chống, và ông thấy rằng thì là đó là một cái hình thức mà gọi là không có đúng, và rất là một cái chuyện ngẫu nhiên hay là như thế nào mình không biết. Thì khi mà sắp sửa đi đến cái kết quả là ông Trump mời một số những cái lãnh tụ của Taliban đến đây để hội họp, thì ông ấy bị chống đối rất nhiều, vì những người cựu chiến binh họ nói là những cái kẻ khủng bố, những kẻ giết người không có được đến cái nước Mỹ để làm cái chuyện thương thuyết. Trong cái lúc đó thì tôi không hiểu là cái chuyện may hay rủi là xảy ra là Taliban nó xảy ra một cái vụ mà gọi là ám sát giết người khủng bố, và nó lại nhận cái hành động đó của nó. Thì cái chuyện nó đưa đến ông Trump đã đến một cái quyết định là ông ấy hôm nay ông tôi tuyên bố trên báo Washington Post là cái cuộc thương thuyết nó coi như là chết, tôi không muốn nói tới chuyện đó nữa và tôi sẽ không nói tới chuyện đó nữa. Thành ra cái điều này cho tôi thấy rằng á, là cái điều tốt cho những cái người mà chống đối cái sự mà phần tử mà gọi là khủng bố đến nước Mỹ được thỏa mãn. Và phần thứ hai đó, chính phủ Afghanistan đó, họ được rửa mặt là bởi vì họ không có đứng ở trong cái cuộc mà bàn cãi đó, nhưng mà họ bắt buộc phải đến nếu mà họ bị mời. Thành ra cái chuyện đó coi như là không có nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng gần đây rồi thì nước Mỹ sẽ tìm cách này hay cách khác để mà giải quyết cái chiến tranh Afghanistan, vì nó là một quá lâu dài rồi, thưa anh Võ Thành Nhân. Và khi mà chúng ta nói tới Afghanistan thì chúng ta nói tới cái bài học Việt Nam. Nhưng mà sự thật khi mà Mỹ can thiệp ở các quốc gia khác trên thế giới đó, ngay cả vấn đề Nam Hàn với lại Bắc Hàn, thì Mỹ cũng ở một cái vị trí nói chuyện trực tiếp tay đôi với lại Bắc Hàn nhiều hơn là để cho có Nam Hàn có cái quyền quyết định trong đó. Ông có ghi nhận được thấy cái điều đó hay không?
Tôi thấy đó là tôi không hiểu tại sao mà ngoại giao của Mỹ thường thường họ khôn ngoan lắm, mà tôi thấy cái hành động đó tôi nghĩ là một hành động thiếu khôn ngoan. Bởi vì ông Moon ở trong Nam Hàn ông cũng rất là không có happy về cái chuyện đó. Nhiều khi tiếng Việt mình gọi là cái vấn đề chơi qua mặt đó, mình không nên, dù mình là đàn anh mình cũng nên có những cái hòa nhã. Thì tôi không hiểu tại sao Bộ Ngoại giao họ tiếp tục làm cái chuyện đó ngày xưa tới với Việt Nam, tới Afghanistan và ngay cả tới Bắc Hàn ngày hôm nay nữa. Và khi mà chúng ta nói cái bài học Việt Nam thì sắp tới đây có tin cho biết đó là ông Nguyễn Phú Trọng có thể đến Hoa Kỳ, và cũng có tin cho biết rằng đó là ông governor của tiểu bang Nebraska, Nevada cũng có mời ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm tiểu bang của ông ấy, và ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lời. Thì ông ghi nhận như thế nào, hoặc là ông có những cái gì mà có thể tiên đoán về chuyến đi sắp tới của Nguyễn Phú Trọng hoặc là Nguyễn Xuân Phúc? Bà thưa anh Võ Thành Nhân, bên thưa quý vị, bây giờ tôi lùi lại chút xíu. Thì tôi thấy rằng gần đây đó, Việt Nam đã thừa hưởng rất nhiều cái quyền lợi của Mỹ, vì sau khi Mỹ đã bắt đầu mà mở cái chiến tranh thương chiến với lại Trung Cộng, thành thử ra Trung Cộng rất là bực bội về những cái chuyện Việt Nam, mặc dù Việt Nam không muốn nhưng mà được Mỹ cho để làm những cái quyền lợi đó, thì ra Mỹ cũng rất là, Trung Cộng rất là tức giận. Thì gần đây có cái tin đồn là Nguyễn Phú Trọng sẽ tới Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm này sẽ có nhiều cái thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Việt Nam. Và những cái thỏa thuận này không đi ra ngoài cái việc là chống lại Trung Cộng về vấn đề Biển Đông cũng như về vấn đề thương mại. Thành thử ra có thể rằng đây là một cái âm mưu mà Bộ Ngoại giao của bên Mỹ cũng như của Cộng sản họ dựng lên để họ gọi là lower cái key, tức là cho cái nhân vật thấp hơn đi sang để mà gặp ông thống đốc. Nhưng mà bên trong đó ai biết rằng họ đã bàn bạc những cái chuyện rất là quan trọng. Và những cái quyết định đó, nó thứ nhất là nó cũng không có làm mất mặt Trung Cộng. Thứ hai là Trung Cộng cũng khó can thiệp vì vì nó không có trực tiếp mà đi tới cái vấn đề mà hai vị mà lãnh đạo quốc gia đi tới những cái thỏa thuận mà chống ngay trực tiếp. Thành ra cái việc làm của Việt Nam sắp tới đây đó, tôi nghĩ rằng họ sẽ tới đây với những cái sự mà bàn cãi hay những cái thỏa thuận rất là quan trọng. Mặc dụ là họ xuống cái cấp thay vì Nguyễn Phú Trọng thì là Nguyễn Xuân Phúc, nhưng mà cái kết luận để mà đi tới cái việc đó hay không nó vẫn là cái bộ chính trị ở Việt Nam. À, xin được cảm ơn ông Đinh Hùng Cường rất là nhiều. Xin cảm ơn Võ Thành Nhân và xin cảm ơn tất cả quý vị. À, kính thưa quý vị, vừa rồi là phần nhận định về vấn đề tin tức, có một số phân tích của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường. À, chương trình đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.